Thưa tất cả quý vị, người diễn giả thứ tư đến từ rất xa cũng rất quen thuộc với tất cả quý vị. Chúng tôi một lần nữa hân hạnh giới thiệu với quý vị, đó là nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ rất là nổi tiếng đến từ Boston, Massachusetts, với nhiều bài thơ văn chính luận được nhiều người yêu thích, chỉ rõ trách nhiệm, nói đúng là vô trách nhiệm của Đảng Cộng quyền Cộng sản Việt Nam trước những tai họa hiện nay cũng như thảm họa bất thường bất thường. Chúng tôi một lần xin giới thiệu đến quý vị và xin mời anh Trần Trung Đạo. Trước hết là xin cảm ơn đại diện sự quan tâm trên tận tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Hội Toàn quốc Quảng Trường, và cảm ơn tất cả quý vị diễn giả có mặt ở đây, cảm ơn chủ tịch cộng đoàn cũng có mặt, tất cả quý vị đại diện các đoàn thể, cơ quan truyền thông, truyền hình và thân hữu văn nghệ sĩ. Tôi lưu ý từ nãy giờ là ban tổ chức có phân công chúng tôi mỗi người sẽ nói chuyện trong vòng 20 phút, nhưng mà tôi cộng lại thì tất cả ba người nói chuyện mới có 40 phút thôi, và anh em chúng tôi có 80 phút, thì 40 phút còn lại là của tôi thôi, đúng không? Thì tôi nói là chào lúc ăn thì không chịu, nếu quý vị nói 79 phút thì tôi sẽ lên chào 1 phút thôi, nhưng mà quý vị tôi cộng lại thì thấy có 40 phút thì tôi sẽ nói 40 phút. Thứ hai nữa là tôi cố gắng nói tôi không vui, bởi vì ngày hôm nay đối với tôi cùng ngày cũng không vui lắm, bởi vì tôi trở lại với thành phố mà cách đây 2 năm tôi đến đây trong hội trường của một hotel ở gần Eden Center để tham dự ngày hội toàn quốc, và hôm đó tôi cũng có cơ hội để phát biểu, mà đặc biệt ngày hôm đó người giới thiệu tôi phát biểu là anh của tôi, giáo sư Nguyễn Hồng Bích, và hôm nay để anh của tôi có nhiều tất cả chúng ta không có bằng, thì đó là cái nỗi lòng của mình rất là nặng. Nhưng mà tôi biết chắc là anh tôi sẽ rất vui, bởi vì nói là sống phong thất thiên thì cái tinh thần đó vẫn còn đây, bởi vì anh thấy rằng các em các bạn còn có tiếp tục có hành trình, bởi vì một dòng nước, một dòng sông hay là một biển cả bắt đầu từ một nơi rất là nhỏ nhoi, bắt từ tâm hồn, bắt đầu từ một giọt nước, và giọt nước ngọt bích đã nhỏ xuống cái đất nước này, và hôm nay trở thành giọt trong và chúng ta sẽ ra những cái. Và thưa quý vị, khi nói về vấn đề, và thứ hai nữa là tôi xin cảm ơn, bởi vì cách đây tròn 2 năm là tôi giới thiệu cái tác phẩm chiến lược của tôi tại đây. Một điểm lý do hết sức là cá nhân, bởi vì tôi biết là khi mà ra mắt một tác phẩm thì nó dựa với chỗ nào mà mình có hậu thuẫn mạnh nhất để mình ra, để làm cái đài, một phong trào, và tôi chọn ở Washington DC, bởi vì ở nơi đây thật sự ngồi đây tôi có thể kể tên được rất nhiều quan tâm nhất với tất cả người Việt ngày hôm nay là vấn đề hiệu quả trong cộng đồng. Bây giờ tất cả cái gì chúng ta lo là làm thế nào thoát trung, thoát trung một cách nào, thì có lẽ chúng ta sẽ đi vài dòng để mà giới thiệu cái hiệu quả đó nó bắt đầu từ đâu. Bởi vì nếu chúng ta không biết bài là chúng ta sẽ không bao giờ vơi được nỗi đau, nếu chúng ta không biết tại sao mình đau, nếu chúng ta không biết tại sao cái vết đau đến từ đâu vậy, thì thưa quý vị, trong suốt mấy chục năm từ 1975 đến nay, chúng ta chịu đựng rất là nhiều cái hậu quả trong cộng rất nhiều đợt những hậu quả trong cộng. Sau 1975, 1979, chiến tranh biên giới 1981, chiến tranh biên giới lần thứ hai, chiến tranh biên giới lần thứ hai 1982, chiến tranh ở Hải Giang, ở Lão Sơn 1984, và mãi mãi về sau này, đó là cái hậu quả nó càng ngày càng nặng nề. Và đặc biệt là những cái thời đại mà hiện nay Trung Quốc gọi là thời đại của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình khác với tất cả các lãnh đạo cộng sản của Trung Quốc mà trước đây giống như là Hồ Cẩm Đào hay là Trần Trạch Dân khác hơn rất là nhiều, bởi vì hầu hết những người trước Tập Cận Bình đều có ít nhiều khả năng chuyên môn ngoài khả năng chính trị. Tập Cận Bình là một người hoàn toàn đào tạo trong một môi trường hoàn toàn chính trị. Anh ta làm bí thư đoàn đoàn, bí thư đoàn, bí thư đảng, bí thư huyện, lên tới bí thư của thành phố lớn như Thượng Hải, và cuối cùng là tổng bí thư cả nước. Tất cả một chương trình dài như vậy đều đã được đào tạo từ cái hệ tư tưởng cộng sản, và ta ông rất hãnh diện với cái hệ tư tưởng cộng sản đó, và ông muốn thay đổi cái hệ tư tưởng cộng sản để
ánh hát để chuyển hóa nó vào cái điều kiện của Trung Quốc mà người ta gọi hiện nay tại Trung Quốc người ta gọi là chủ nghĩa exceptionist, tức là trường hợp hết sức đặc biệt chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của nhân loại và sẽ xảy ra tại Trung Quốc. Đó là quan điểm của Tập Cận Bình. Nhưng mà để nuôi dưỡng một cái tham vọng lớn như vậy, Tập Cận Bình phải bình trước. Mà muốn làm bình trước thì nơi của bình trước gần gũi nhất đó là Biển Đông. Thì thưa quý vị, Biển Đông là nằm trong mục tiêu của Tập Cận Bình. Nhưng mà khác những phương pháp của các lãnh đạo tiền nhiệm của Tập Cận Bình, Tập Cận Bình đi một con đường hết sức là cương quyết, rất là cụ thể để xây dựng cái mà chúng ta thường thường Tập Cận Bình đọc lịch sử rất nhiều, chắc chắn là ông đọc rất nhiều để biết là nếu chúng ta đặt một cái giới hạn của ngày hôm nay thì trong tương lai 10 năm, 20 năm nữa nếu có một hội nghị quốc tế để bàn thì cũng thể bàn đặt trên cơ sở của giới hạn đó. Đó là lý do mà build những cái vừa thành phố nổi tại các đảo, build các đảo nhân tạo. Bởi vì khi build rồi thì không thể rút ra lại được. Và ông đặt tất cả các cương quốc vào trong một cái vị trí. Nếu nhắc thảo luận của chúng tôi thì thảo luận phải thảo luận trên cái cơ sở như vậy. Tức là cái gọi là status quo. Hitler, khi mà Hitler chiếm địa vị thế chiến, Hitler tuyên bố là chúng tôi không hề xâm lăng quốc gia nào cả, chúng tôi chỉ phục hồi lại cái đất đai mà đế quốc Phổ đã có trong bản đồ trước đây. Và khi mà Hitler đưa bản đồ quốc Phổ là tính luôn cả cái vùng Baltic, tính luôn cả cái vùng Trung Đông, tính luôn cả kể cả vùng một phần biên giới của Ba Lan, phần biên giới của thứ khác. Và khi mà lý luận của Hitler là vậy, tức là phục hồi cái đất đai thuộc về liên quốc đế quốc Phổ trước đó. Và chính vì vậy trước đây nó tôi không có xâm lược ai hết, chúng tôi đã lấy diễn nghiệp chúng ta mất, bởi vì đó là một phần đất rất là lớn ở Switzerland của thực khách mà nói tiếng Đức. Và cho chúng tôi đến cách để mà bảo vệ người dân chúng tôi đã có đó, đất đó là đất của Phổ, đất đó là đất của Đức. Và khi ông dùng cái đó như cái bằng đạp và trong thời gian rất là ngắn, những vài tháng sau chiếm toàn bộ nước Đức, nước thực khách không bắn một phát súng nào. Và cái tham vọng lớn như vậy hiện nay Tập Cận Bình đang làm và đang làm tại Biển Đông như một cái bằng đạp và lần lượt sẽ làm tất cả các vùng Đông Nam Á. Đó là một thực tế mà chúng ta đang đối đầu. Chúng đối đầu một đế quốc mà lớn nhất trong lịch sử của nhân loại đến bây giờ. Bởi vì không phải chỉ là dân số thôi, không phải chỉ là đất đai thôi, nhưng còn lý do hết sức lớn là tiền bạc. Tập Cận Bình chi 1.400 triệu đô la, tức là 1.400 tỷ đô la cho một chính sách gọi là soft power của Tập Cận Bình. Chúng ta bao gồm cả kinh tế và văn hóa, trong đó có 10 tỷ đô la chỉ dành một việc duy nhất là soft power về văn hóa. Các hàng vừa rồi quý vị coi trên thì khi mà Philippines vừa thắng kiện thì ngày mai ngay tại Times Square quý vị cũng thấy là hầu hết các hàng loạt quảng cáo để biện minh cho chính sách của Trung Cộng tại vùng Đông Nam Á trên Biển Đông xuất hiện trên các hầu hết các hệ thống communication thông tin tại Times Square. Tức là họ bỏ rất nhiều tiền để làm công việc đó. Tức là cái gọi là soft power về văn hóa và soft power về kinh tế, tức là tung tiền bạc tất cả các nơi, đặc biệt cái vùng mà chúng ta quan tâm nhất là vùng Á Châu và vùng Đông Nam Á Châu. Thì cái vùng đó hiện nay gần như miệng thì nói gì thì nói nhưng mà vẫn nghiêng về phía Trung Quốc, bởi vì nồi cơm chất gạo của những tập đoàn lãnh đạo trong quốc gia đó đều thuộc vào Trung Quốc cả. Thậm chí trước nay thường mình nghe là Lào nó nói tiếng Việt, thật sự nói và để ám chỉ là Lào thật sự là một chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hầu hết các văn công của Lào, hầu hết các tổ chức trị của Lào đều có tiếng Việt rất là rõ ràng. Nhưng ngày hôm nay chính Lào đã nghiêng về phía Trung Quốc. Và chúng ta thường nói là con đẻ của Cộng sản Việt Nam là gì? Là Campuchia. Phải rõ ràng như vậy, hầu hết các hàng lãnh đạo từ Hun Sen tới đều là tốt nghiệp tại Việt Nam cả. Luận án tiến sĩ của Hun Sen là tốt nghiệp tại Đại học Quốc gia Chính trị Hà Nội và luận án là bằng tiếng Việt. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị cũng lưu ý được thấy rõ ràng Hun Sen đã biết cái thời cơ đã chuyển rồi, ngọn gió đã thổi rồi, con đường tương lai của Campuchia muốn sống thì phải nghiêm về phía Trung Quốc. Do đó cái khuynh hướng như vậy nó trở thành rất là phổ biến, không phải chỉ tại Đông Nam Á đâu. Mà quý vị, nếu quý vị nghiên cứu về châu Phi cũng vậy, nếu mà châu Phi một quốc gia như là Congo chẳng hạn, họ chọn giữa Mỹ và Trung Quốc thì họ sẽ chọn ai? Rõ ràng là họ chọn Trung Quốc. Mà nếu quý vị nghiên cứu đọc những tác phẩm về châu Phi, quý vị cũng thấy hoàn toàn giống như vậy, bởi vì chính sách của Mỹ không có đủ ngân sách để mà trang trải mà để đâu gọi là so đo với Trung Cộng. Và chính vì trong thời gian ngắn chúng ta thấy rõ là quyền lực của thế giới được nghiêng như vậy. Việt Nam, trở lại vấn đề Việt Nam,
nói ra thì rất là buồn, phải không? Bởi vì chúng ta đối phó quá nhiều kẻ thù. Nhưng mà đừng quên cái kẻ thù lớn nhất của dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc. Kẻ thù lớn nhất của dân tộc Việt Nam chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà bởi vì nước ngày nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn lãnh đạo Việt Nam, còn cai trị Việt Nam, chúng ta không giải quyết được vấn đề trong đó. Chúng ta không đặt vấn đề Biển Đông, chúng ta cũng không giải quyết vấn đề Phong Quốc Sa, chúng ta không biết bất cứ một vấn đề nào hết. Vừa rồi có một số quan điểm cho rằng tại sao Việt Nam không kiện Trung Quốc chống Philippines, thì tôi có đưa ra giải pháp, chẳng hạn Việt Nam kiện thì ai kiện? Cái quan hệ giữa Việt Nam và quan hệ với Trung Quốc bây giờ nó không phải là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là quan hệ giữa hai đảng. Chẳng lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam đi kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc thì sao? Thì đó là cái nó làm cho cản trở hết sức là lớn mà dân Việt Nam không thể không làm được. Con đường duy nhất và phương pháp duy nhất phải giới hạn vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là điều tôi nghĩ rằng tất cả quý vị ngồi ở đây đều đồng ý. Quý vị không ngồi ở đây cũng đồng ý. Dù quý vị nào có một cái quan điểm chân thật, căn bản, quý vị nào có một, dù là những người đang ở trong Đảng Cộng sản mà có nhìn về tương lai của đất nước mình, đều cũng phải đồng ý rằng nếu chi tiết cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay sẽ không bao giờ thoát ra khỏi Trung được. Do đó vấn đề đầu tiên vẫn là vấn đề thoát Trung, đầu tiên là thoát Trung về cơ chế chính trị. Ngày nào mà chúng ta còn duy trì cơ chế chính trị đó, ngày nào Việt Nam vẫn còn cái cơ chế chính trị đó, ngày đó sẽ không còn nghĩ tới việc thu hồi Hoàng Sa, phục hồi Trường Sa hay là tất cả những gì chúng ta bắt ở phía Bắc không bao đâu. Rất khó khăn. Câu hỏi đó ai cũng nghĩ cả, ai cũng lo lắng cả. Nhưng mà câu hỏi thứ hai còn quan trọng hơn nữa là làm thế nào, phải không? Chúng tôi, bản thân tôi cũng vậy. Chắc chắn là tôi cũng đi hãnh diện và tôi đi từ Nam phía Bắc đi rất nhiều nơi và tôi nghe câu hỏi rất nhiều. Vừa rồi có một người bạn trẻ ở bên Đức, ở bên Nhật có hỏi tôi là anh Đạo ơi, tôi đồng ý bên hết, từ nãy giờ anh nói là tôi đồng ý hết. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất em nghĩ là làm sao? Và chúng ta đã 41 năm rồi xa cách nhau, 41 năm rồi Nam Bắc không nhìn thấy nhau, 41 năm rồi nhiều thế hệ không gặp nhau, thì làm thế nào có một cái điểm hội tụ? Thế không có. Còn thật sự tôi cũng không tin có một cái điểm hội tụ. Vì tôi cho rằng cái hội tụ bằng những phương thức mà chúng ta đang làm từ trước nay không hẳn là một giải pháp hay đâu. Chúng ta ngồi lại với nhau trong hội trường rất là lớn để rồi chúng ta tố cáo tội ác của Đảng Cộng sản, tố cáo Cộng sản độc tài đảm trị. Cộng sản không hề từ chối nói tôi không phải là độc tài đảm trị. Nếu quý vị nghiên cứu về lý thuyết Cộng sản thì biết là Cộng sản ngay trong lý thuyết họ cũng đã thừa nhận họ là một đảng chuyên chính. Họ không phải nói là đảng tôi là đảng lưỡng đảng hay đa nguyên, không có đâu. Họ thừa nhận đảng của họ là đảng lãnh đạo, đảng cai trị đất nước và chỉ có một đảng Cộng sản thôi. Điều đó ghi ngay trong hiến pháp và ghi ngay trong hầu hết các cương lĩnh về chính trị, chứ không phải là Cộng sản họ chối đâu. Họ không từ chối. Do đó cho nên chúng ta cứ tấn công vào cái chỗ độc tài đảng trị chưa hẳn là hữu hiệu. Nhưng mà họ đảng trị cái gì, họ lãnh đạo cho ai và hướng đất nước đi về đâu, thì đó là một cái khúc mắc mà chúng ta cũng phải dành nhiều thời giờ để nghiên cứu, dành nhiều thời giờ để giải thích. Bởi vì những thế hệ sau lớn lên như Kha mà nói, hầu hết các em ở trong nước anh không hiểu gì về đất nước cả. Thậm chí nhiều đứa nói rất là vẻ vàng thì ai lãnh đạo cũng vậy thôi. Thì thậm chí nói là nếu mà Đảng Cộng sản hay là Trung Cộng nó vào đấy, cũng bước vào đấy cũng vậy thôi. Không phải là vấn đề quan tâm các em. Đừng trách các em, các em đã sinh ra, đã lớn lên, đã giáo dục, đã được nhồi sọ như vậy. Trách nhiệm của những người có thêm trách nhiệm là thở ra, chứ không phải là phê bình các em, không phải là kế đáng các em. Thì vấn đề đặt ra là làm thế nào? Ở đây ai cũng đồng ý là phải có một giải pháp cho vấn đề Việt Nam. Thật sự bản thân của tôi đi từ Nam Chí Bắc, từ Âu sang Á, tôi gặp hầu hết các thế hệ, lắng nghe từng người. Bản thân tôi là một người, tôi rất hạnh diện một điều là tôi khởi động phong trào trẻ từ rất là sớm tại Hải Ngoại. Hồi những ngày mà Internet chưa có, những ngày đó giống như chúng tôi có mấy 600 người thôi để làm một cái mạng là Vietnet. Cho đến bây giờ mấy chục năm sau, tôi sống với tuổi trẻ rất là nhiều. Và tôi hiểu rằng, cái tâm sự tư của các em nó khác với chúng ta rất là nhiều. Các em hiểu nó khác với chúng ta rất là nhiều. Thì bây giờ, cái giải pháp nào, giải pháp có thể đồng thuận tất cả mọi người cùng một đồng ý với nhau, tôi nghĩ là không có. Tôi có viết một bài về chính sách này, tôi cho là cái chế độ Cộng sản chỉ sụp đổ bằng cách bào mòn đó. Bào mòn có nghĩa là sao? Tức là mỗi người trong điều kiện của mình, mỗi tôn giáo trong cái điều kiện của mình,
mới có thể trong cái điều kiện mình làm tất cả các gì mà quý vị mới có thể làm được. Và nếu chúng ta tiếp tục bào mòn thì dù là cái bức tường nó có dài bao nhiêu nữa mà chúng ta bào mòn vào cái khả năng của mình thì bức tường nó sẽ sụp đổ, bức tường duy nhất chúng ta sẽ sụp đổ. Thay vì chúng ta tập trung lại để kiếm một minh quân ai cũng khao khát, nhưng mà điều đó không có. Nếu không có minh quân tại sao chúng ta không có thể làm minh quân được? Thời đại này là thời đại của tất cả mọi người Việt Nam đều có khả năng làm một minh quân cho đất nước của mình. Minh quân không có nghĩa là anh đứng lên anh dựng cờ rồi mọi người xem cờ chạy đi theo. Minh quân là anh làm tốt nhất của vị trí của mình với một cái tâm rất thiện, tâm rất là sáng, tâm rất là hướng thiện, tâm rất là trong sáng, tâm rất là vì đất nước của mình. Và anh làm tất cả những việc anh làm không nhất thiết phải đoàn kết với nhau theo quan điểm của chúng ta ngồi ở đây được ký một cái bằng chứng cáo dài mấy chục tên rồi ngày mai chỉ còn lại ba người để làm việc đó. Chúng ta cũng có thể là bạn không thích ký. Thì tôi nghĩ rằng nếu chúng ta cùng làm với nhau trong cái thành hiện như vậy, cái nghị hội mà chúng ta đang có mặt ngày hôm nay cũng vậy, cách đây mấy chục năm rất là đông đảo, nhưng mà bây giờ không phải vì thế mà mất đi cái chất của chúng ta đã chiến đấu, đã tranh đấu được nhiều năm qua. Cái tinh thần bao bọc đó, cái điều kiện nó khác thì chúng ta phải làm trong cái điều kiện mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Chúng ta không thể đòi chúng ta phải có 5,000, 7,000 người tập hợp lại mới làm, thì ra làm tất cả gì mình có thể làm được. Đoàn thể nào cũng vậy, hãy cố gắng hết sức của mình để mà làm. Thì bức tường nó dài bao nhiêu nữa mà chúng ta cùng mỗi người khoe một chút, đánh một chút, đập một chút, đừng bao giờ chờ mấy cúa quốc của chúng mình. Nếu quý vị quan tâm đến vấn đề cường quốc, quý vị làm nhiều, quý vị biết rằng không có ai cứu dân tộc Việt Nam đâu. Vừa rồi tôi có nghiên cứu trường hợp là Thiệp Khắc Ba Lan, tôi nghiên cứu là tại sao hiện nay quân Ba Lan trước, chỗ nào mà yếu nhất là đến trước, chỗ nào mà phóng quá nhất là đến trước, chỗ nào mà nguy hiểm nhất cho an ninh của mình là đến trước. Thì nếu mà Ba Lan trước thì Việt Nam sẽ bị đánh trước. Và quý vị nói rằng trường hợp của Việt Nam trong tương lai cũng vậy. Nếu Trung Quốc ngày hôm nay chiếm Ba Lan, không có một cái hạm đội thứ 7, thứ 8, thứ 6 nào cứu Việt Nam hết, không có. Cái lịch sử và điều kiện lịch sử ngày hôm nay hoàn toàn khác. Cái quan tâm của Mỹ, quan tâm của Trung Cộng, quan tâm của Trung Quốc nó lớn hơn cái quan tâm của chính đối với dân tộc Việt Nam mình. Dân tộc Việt Nam mình chỉ quan tâm từ con người của mình, quan tâm từ cái nỗi đau của mình. Như tôi từng nói bắt đầu nói, nếu cái nỗi đau anh không cao thì anh không biết tại sao đau cả. Hầu hết các Trung Quốc ngày hôm nay và việc quyền lợi kinh tế, cái lý tưởng tự do dân chủ chỉ là chức bình pháp. Thỉnh thoảng có một cái hội nghị thì họ phải đến ra xài, bởi vì nếu không xài thì họ không phải là lãnh đạo của nước thế giới tự do. Và do tôi quý vị nghe là về human rights vấn đề này, nhưng đó là những chức bình phong, nhưng mà mặt trái bình phong đó vẫn là kinh tế. Nếu quý vị lưu ý tháng 6 của 1939 khi mà thiên an môn bùng nổ, ngày hôm nay người ta nghĩ là tất cả công ty Mỹ đều đóng cửa ở Trung Quốc cả. Thật sự là hầu hết các công ty đều nói như vậy, nhưng mà không có công ty nào làm rút ra khỏi Trung Quốc cả. Và thậm chí sau đó mấy năm cái số lượng đầu tư của Trung Quốc, của Mỹ vào Trung Quốc còn tăng gấp mấy lần. Thì những cái khẩu hiệu đó, human rights trở về với cái vị trí của human rights, nó trở về với những tuyên ngôn, nó trở về với những tuyên cáo, thật sự không bao giờ có. Quyền lợi kinh tế của quốc gia lớn hơn nhiều, số phận của một nước nhỏ nằm ở vùng hẻo lánh xa xôi như vậy không giải quyết được, không chi phối được chính sách đối ngoại của mình. Chỉ có chúng ta, và chúng ta cũng không thể nào thay đổi được tức khắc bằng sức mạnh của chính chúng ta được. Chúng ta phải làm tất cả những gì mà trong điều kiện của mình. Điều kiện chúng ta khác nhau rất nhiều. Tôi viết văn, tôi đi đây đi đó, quý vị có thể không đi đây đi đó, quý vị có thể không viết văn, nhưng mà quý vị vẫn rất nhiều việc phải làm trong cộng đồng của mình để hướng vào mục tiêu chung là thay đổi được cơ chế chính trị Việt Nam. Mà ngày nào chúng ta thay đổi được cơ chế chính trị Việt Nam, Việt Nam phải có dân chủ. Không có dân chủ không, chúng ta không giải quyết vấn đề đất nước của mình. Và chúng ta đó là cái gì chúng ta có thể làm được. Thường thường chúng ta nói là cái lý do Việt Nam là khách quan và chủ quan. Tôi trình bày rất nhiều về khách quan rồi. Cái chủ quan là gì? Chủ quan là những gì chúng ta làm được mà chúng ta không làm. Chúng ta không thể cầu nguyện, chúng ta không thể mang ơn ai khác, chúng ta phải làm bằng cái chính mình. Kha đi dạy mang một cái lý tưởng rất lớn vào trong trường học. Tôi làm văn, tôi mang cái lý tưởng rất lớn, chúng tôi rất là hãnh diện, bởi vì nó không phải vì cái quyền lợi của bản thân tôi. Ngày mai đây tôi đi theo bích. Nhưng mà những cái hy vọng mà chúng tôi có được truyền từ cái hệ khác đến ngày hôm nay nó sẽ tiếp tục. Và ngày nào chúng ta còn nuôi dưỡng cái lý tưởng như vậy, tôi tin rằng Việt Nam sẽ thoát ra khỏi Trung Cộng. Cảm ơn quý vị.